Thưa quý vị và bà con, nuôi hoài bão khát vọng được lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương của mình, một cô gái tại tỉnh Sóc Trăng đã tận dụng những lợi thế, những sản vật địa phương để khởi nghiệp. Từ con cá, con ba khía cho đến củ cải, củ hành, chị Phạm thì mới đã biến tấu để cho ra đời nhiều sản phẩm chế biến chuyên sâu. Cô gái này từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng những ý tưởng sáng tạo cùng sự quyết tâm, qua đó tìm hướng đi mới cho nông sản quê hương. Để hiểu rõ hơn về cách làm của chị, mời quý vị và bà con cùng Nhà Nông Thông Minh tìm hiểu ngay sau đây. Sinh ra và lớn lên tại Sóc Trăng, từ nhỏ chị Phạm Thị Mới đã quen với con mắm, cá khô. Với chị, đây là hương vị của ký ức, gắn liền với những tháng ngày tuổi thơ khốn khó. Chính tình yêu với những loại mắm truyền thống của quê hương là động lực để cô gái này cho ra đời sản phẩm mang tên của mình. Riêng bản thân tôi là luôn yêu thích những cái gì thuộc về truyền thống và những cái đặc trưng của địa phương. Cho nên khi khởi nghiệp bắt đầu từ những sản phẩm của địa phương mình, đầu tiên là cái mắm làm từ ba khía, còn gọi là ba khía muối. Cái đến là làm mắm cá sặc nè, mắm cá lóc nè, rồi mắm cá rô nè, rồi mắm cá linh. Rồi nói chung là tất cả những sản phẩm về mắm cá mà cái nguyên liệu có sẵn ở cái vùng đất sông nước của miền Tây. Vào năm 2018, chị mới bắt đầu khởi nghiệp với những mẻ mắm cá, mắm ba khía đầu tiên thông qua hình thức bán online. Nhận được phản ứng tích cực từ thị trường, năm 2019, cô gái này chính thức thành lập cơ sở chế biến nông lâm thủy sản mang tên Cô Mới. Chị Mới cho biết, để cho ra đời những mẻ mắm ngon, cá sau khi được làm sạch sẽ, được ủ với muối. Tùy vào loại cá lớn hay nhỏ, từ 3-6 tháng sau khi ủ là có thể dùng được. Cô gái này vẫn giữ nguyên cách làm mắm của ông cha, cũng từ cá tươi, muối, đường và thính đã tạo ra món ăn tinh túy, đậm đà hương vị. Mắm cá của mình á là làm từ con cá sống, nhưng mà mình ủ chín là nhờ cái lượng muối ban đầu. Thì trong khoảng thời gian là 2 tháng đầu á, khi mà mình ủ con cá là cái nước nó sẽ ra rất là nhiều, là nước từ trong con cá nó ra. Rồi sau đó mình ép hết nước trong phần con cá ra thì cái thịt đó, nó chín là nhà muối, cũng giống như là mình muối ra khía vậy. Cái quy trình mà quan trọng nhất trong cái công đoạn mà mình làm nên cái con mắm ngon là trong cái giai đoạn mình ủ, là phải chọn đúng cái thời điểm của nó, đặng mà mình trao đường, mình trao thính vô. Rồi ví dụ như là tới đúng ngày, đúng tháng là mình còn cũng phải thăm nữa, thăm xem là cái con mắm này nó đã đỏ thịt hay chưa. Bên cạnh sản phẩm mắm cá truyền thống, bằng chính đôi tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, chị Mới còn mạnh dạn cho ra đời sản phẩm mắm đóng lon, không chỉ tiện dụng trong quá trình sử dụng, mà hơn hết, nâng tầm loại mắm dân dã, đưa sự mặn mòi của mắm truyền thống đi xa. Chưa dừng lại ở đó, chị Mới còn tận dụng những sản vật sẵn có, đặc trưng của quê hương như củ hành tím, củ cải muối hay tỏi, để biến tấu cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo, chất lượng, cung ứng ra thị trường. Trong đó, sản phẩm mứt củ hành đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Bản thân tôi mong muốn là sẽ làm ra được nhiều cái sản phẩm chế biến hơn nữa, tận dụng những cái sản vật của địa phương từ rau củ quả để có thể hạn chế được cái tình trạng là người nông dân khi mà được mùa thì lại mất giá, nhưng mà được giá thì lại mất mùa. Thì có những cái cách làm chế biến của mình để mà giữ được sản phẩm lâu hơn như vậy á, thì người nông dân người ta cũng yên tâm, mình cũng góp được một phần nhỏ công sức vào cái việc giải quyết cái nông sản của địa phương và mang cái đặc sản của địa phương đến tất cả những cái bạn bè của tất cả các tỉnh ở trong và ngoài nước. Chỉ sau 5 năm khởi nghiệp, từ con số 0, hiện chị Mới đã sở hữu hàng chục sản phẩm đặc trưng và từng bước xây dựng một chuỗi các đặc sản tỉnh Sóc Trăng mang tính cạnh tranh cao, từ đó mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Với những đóng góp thiết thực, lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm, vào năm 2022, chị Phạm Thị Mới là một trong 32 gương mặt trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Đình Của. Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, duy chiến vươn lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc.